các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với Lực và Jenny. Hôm nay thì mình có cơ hội đến thành phố Dallas, Texas. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nơi khu chợ Việt Nam lớn nhất ở thành phố Dallas. Thì đó là cái bến thành Plaza. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái khu bến thành Plaza này nó sẽ bán những cái đồ Việt Nam, có những thứ gì ha. Thì xin mời các bạn hãy cùng với ba gia đình mình đi một vòng khu chợ bến thành Plaza để cùng mua sắm những món đồ Việt Nam nha. Rồi, xin mời các bạn theo dõi mình. Cộng đồng người Việt tại thành phố Dallas cũng như tiểu bang Texas được hình thành từ khá sớm, từ những năm 1975. Vùng đất rộng lớn và nhiều tiềm năng này ngày càng thu hút người Việt sang định cư tại đây. Đặc biệt với một nền giáo dục phát triển vượt bậc, xu hướng gửi gắm con em Việt Nam đến Dallas học tập ngày càng cao. Theo thống kê, vào năm 2017 thì có hơn 12.000 người Việt ở tiểu bang Texas tập trung chủ yếu thành phố Dallas này. Điều này sẽ giúp cho họ thuận tiện trong cái việc di chuyển cũng như tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp và công ty ở đây. Và ở Dallas, các trung tâm mua sắm của người Việt cũng khá nhiều, điển hình như là khu Lido Sài Gòn, Chinatown, chợ Đồng Khánh, chợ Phúc Hưng hay là Bến Thành Plaza. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề nail, buôn bán tại chợ, lái taxi, phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn hoặc kinh doanh các quán ăn. Với bản tính chịu thương, chịu khó, chăm chỉ, cần cù, nên đa số họ đều dễ dàng thích nghi với những môi trường sống tại đây. Với ý chí vươn lên, tinh thần cầu tiến và không ít người đã thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội. Bên cạnh đó, người Việt tại thành phố Dallas có tinh thần tương trợ, tương thân, tương ái rất là cao. Họ lập ra nhiều tổ chức đã giúp đỡ cho không ít những kiều bào tại đây, mà còn hỗ trợ rất nhiều cho du học sinh sang đây để học tập. Chợ Bến Thành Plaza này được thành lập vào năm 2012 bởi người chủ sở hữu người Việt Nam, đó là ông David Đặng. Khi mà bạn bước vào một cánh cổng của khu Bến Thành Plaza thì bạn không thể bỏ lỡ vào một cánh cổng khổng lồ màu đỏ với các chi tiết châu Á chào đón du khách. Khi vào bãi đậu xe thì bạn sẽ tiếp tục thấy ảnh hưởng của một di sản văn hóa Việt Nam, đó là ngôi chùa một cột. Từ các biển đón chào bản sao của một ngôi đền mang tính biểu tượng lịch sử ở miền Bắc của Việt Nam. Thành phố Dallas lại được gọi là mệnh danh của một thiên đường du lịch hàng đầu của nước Mỹ. Với những điểm qua tham quan vô cùng hấp dẫn, những hoạt động đông vui, giải trí hiện đại bậc nhất, thành phố Dallas ngày càng khẳng định vị thế du lịch cũng như là thu hút khách đến với thành phố này. Không dừng lại ở đó, Dallas còn thu hút du khách bởi nền ẩm thực độc đáo và một nơi để những tín đồ mua sắm thả sức tung hoành. Những cửa hàng bách hóa cho đến những trung tâm thương mại lớn hay một số chợ địa phương dành cho người Việt định cư ở đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn điển hình một cái chợ lớn nhất ở vùng của người Việt, đó là chợ Bến Thành Plaza. Chỉ nghe sơ qua cái tên thôi là đã thấy một Sài Gòn thu nhỏ giữa lòng thành phố Dallas xinh đẹp. Một cảm giác quen thuộc, thân thương và gần gũi đến lạ thường. Là người Việt định cư lâu dài hay những du khách Việt Nam đến với Dallas thì hãy đến đây, sẽ là nơi mua sắm, hội họp lý tưởng. Tại đây, hàng hóa ở các cửa hàng vô cùng đa dạng và phong phú, chứa vô vàn mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu của người dân. Từ những hàng chế phẩm sẵn cho đến thực phẩm tươi sống, nông sản Việt Nam đều hiện hữu ở đây. Và đặc biệt là nơi đây hội tụ trái cây mọi miền của đất nước, giống như là đu đủ này, quýt, cam, hoặc là một số loài nông sản đặc trưng mà chỉ có người Việt Nam mình có, nhưng mà cũng có bán ở ngay chợ đây.
sau khi dạo hết một phòng thì mình cũng lựa được một ít món đồ cần thiết như là các trái cây và các món ăn vặt. Thì mình ra tính tiền và ra khỏi chợ. Thì mình tiếp tục đi dạo một vòng trong khu vực chợ nữa. Và bên trong này vẫn còn có một rất là nhiều những cái hàng quán, những cái khu tiểu thương nhỏ nằm trong khu chợ luôn. Thì mình sẽ đi tới một khu vực gọi là food court, là khu vực ăn uống. Thì ở cái khu vực này rất là nhiều những cái hàng quán nhỏ nằm trong khu chợ, nhưng mà bán hàng chuyên về ăn uống. Thì mình sẽ chọn một vài cái quán có những cái món ăn mà mình thích thì mình gọi. Thì do là mình đi chợ cũng hơi sớm, giờ này thì vẫn có một số hàng quán vẫn chưa mở cửa, khách vẫn chưa tới nhiều. Mình đi chợ hơi sớm nhưng mình chọn cái quán là phở 99 này. Thì mình sẽ gọi một ly cà phê sữa và một ly nước mía, hai cái món yêu thích nhất của mình, mà tại cái nơi tiểu bang mình đang ở thì nó không có. Cho nên là mình thấy nước mía tươi là mình rất là thích, bởi vì nó là cái món mà Việt Nam mà không phải tiểu bang nào cũng có bán. Cà phê sữa ở đây bán cũng rất là ngon, thơm mùi cà phê Việt Nam và béo. Và một ly nước mía tươi bự lắm nè. Ly nước mía này mình mua với giá là 6 đô. Thì sau đó mình sẽ gọi thêm một tô bún bò Huế và một tô bánh canh cua. Thì mình sẽ thưởng thức hai cái tô bánh canh cua này coi có nó ngon không nha. Nhìn rất là chất lượng luôn nè, các bạn nhìn thấy không? Nó có thịt, có tôm và có cua thật luôn. Mà gia vị thì cũng rất là vừa ăn, thơm ngon. Cho nên là mình sẽ thưởng thức cái tô bánh canh cua này. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là một trái sầu riêng. Đây là trái sầu riêng, là sản phẩm mình đã mua từ trong chợ Bến Thành Plaza đó các bạn. Thì do mình đi được du lịch cho nên là mình phải chờ đem về khách sạn mình mới khui được. Thì mà mình mua trái sầu riêng thì cũng phụ thuộc vào độ hên xui. Mình không biết nó là ngon hay dở nữa. Nhưng mà khi mà đem về khui ra thì mình cảm thấy cũng không có quá thất vọng. Rất là ngon nha, rất là nhiều muối nè và thơm nữa. Khi mà mình khui ra trái sầu riêng nó có nhiều muối và nó vàng ươm và nó thơm, ăn cái vị rất là ngọt. Thưởng thức coi như là thành công. Thì chỉ có hai vợ chồng thưởng thức thôi. Các bé nhà mình thì không thích được cái mùi này, cho nên là các bé nhà mình từ chối. Cho nên là hai vợ chồng sẽ thưởng thức trái sầu riêng này một cách trọn vẹn.
Sau khi đã dạo quanh một vòng hết cái khu Bến Thành Plaza này rồi thì mình thấy khu chợ rất lớn. Và bởi vì mình đi hơi sớm cho nên là cái chợ vẫn còn vắng. Mọi người có thể là khoảng chút trưa trưa nữa thì mới đi chợ nhiều. Mình đã đi chợ và mua một ít đồ và đã ăn sáng xong ở trong khu này luôn. Thì ở đây bán đồ ăn cũng rất là ngon. Cái vị nó cũng giống như hương vị quê nhà. Đó. Thì mình sẽ chia tay các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.